để sửa cái ban hành một cái nghị định với cái quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Anh à, tôi có chuyện. Này từ ngày 10 tháng 12 sẽ chỉ còn một thẩm phán. Đây sẽ dẫn đến cơ chế giải quyết tranh chấp khó có thể hoạt động bình thường, phương hại nghiêm trọng tới uy tín và hiệu quả của cơ chế thương mại đa phương. Cùng với việc Mỹ áp dụng quyền phủ quyết và ngăn cản bổ nhập thẩm phán mới thay cho hai thẩm phán hết nhiệm kỳ, cơ quan công tố cơ chế giải quyết tranh chấp tổ chức thương mại thế giới sẽ không thể tiếp tục hoạt động. Bà Phan Xuân Oánh chỉ rõ, trong hội nghị ngoại trưởng và hội nghị điều phối viên của nhóm G20 mới đây, các bên đều bày tỏ quan ngại sâu sắc việc này, kêu gọi sớm áp dụng hành động cứu vãn cơ chế thương mại đa phương ra khỏi khủng hoảng. ASEAN อีก 10 ประเทศนะฮะได้แก่ประเทศออสเตรเลียแคนาดาจีน的手机号在天津存在的。Đây là trận đấu được người hâm mộ chờ đợi nhất. Đội tuyển quốc gia Indonesia không cần nghĩ về bất kỳ điều gì khác khi đó
đoàn tiếp tục chiến đấu để đem lại niềm tự hào dân tộc. Tờ báo này còn trích dẫn lời trợ lý huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Indonesia, ông Widodo Ceputro cho rằng Việt Nam đã trưởng thành và vượt qua các đội bóng Đông Nam Á, trở thành ứng cử viên cho ngôi vị nhà vô địch bên cạnh Indonesia. Các cầu thủ của chúng ta cần tập trung làm theo hướng dẫn của huấn luyện viên và nuôi dưỡng cảm xúc tốt. Ông cũng hy vọng rằng U22 Indonesia sẽ dũng cảm tấn công. Trong khi đó, tờ báo Suy nghĩ Nhân dân Fikiran Rakyat có bài viết với nhan đề Hà Đức Chinh, tiền đạo người Việt Nam mà đội tuyển Indonesia cần lưu ý trong trận chung kết SEA Games 2019. Bài báo nhận định Hà Đức Chinh là cầu thủ đang dẫn đầu với số bàn thắng tại SEA Games 2019 với 8 bàn và đội tuyển quốc gia Indonesia cần cảnh giác với cầu thủ này vì độ sắc bén trước khung thành đối phương. Hà Đức Chinh sẽ làm cho chiến thắng của Indonesia trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, tờ báo bóng đá bola.com của Indonesia thì dự đoán U22 Indonesia có thể thắng Việt Nam với tỷ số 2-1. Tờ báo này cũng trích dẫn lời huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Indonesia, ông Indra Jafri cho biết U22 Indonesia không phải chịu áp lực nào, họ sẽ tập trung và thi đấu hết mình. Huấn luyện viên Indra Jafri cũng kêu gọi người dân Indonesia cầu nguyện cho đội tuyển quốc gia để giành được huy chương vàng trong môn bóng đá nam SEA Games 2019. Theo lời phỏng vấn tờ báo này, đội trưởng U22 Indonesia Andri Sotirnukroho cho biết tất cả các cầu thủ Indonesia đã quyết tâm lập lại lịch sử vẻ vang khi vô địch SEA Games 1991 chính tại Philippines. Tờ báo này còn đưa ra thông tin rằng hiện nay số cổ động viên Việt Nam mua vé xem trận chung kết tại sân vận động Rizal Memorial nhiều hơn rất nhiều so với cổ động viên Indonesia. Dự kiến tối nay, cổ động viên Việt Nam sẽ thống lĩnh sân vận động với các số người đang theo tờ báo, hiện nay người Việt Nam đang rất mong đợi được chứng kiến khoảnh khắc vàng trong lịch sử khi lần đầu tiên giành được huy chương vàng trong môn bóng đá nam tại SEA Games. Bên cạnh đó, các công dân Indonesia tại Philippines cũng đã sẵn sàng cổ vũ cho đội tuyển nước nhà. Trận chung kết SEA Games 2019 giữa U22 Indonesia với Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19 giờ tối nay tại sân vận động Rizal Memorial, thủ đô Manila, Philippines. Đến đây thời lượng 15 phút của chương trình Nhịp cập thể thao cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn. Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn. Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trẻ em di cư thường xuyên xảy ra tình xâm phạm quyền và lợi ích.